Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay Chủ nhật, ngày 8 tháng 9, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Tại Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, ngày hội Lân Huế lần thứ 2 đã chính thức được khai mạc với nhiều tiết mục biểu diễn múa lân mãn nhãn đến từ nhiều đội lân trong và ngoài nước. Bước vào mùa mưa bão cũng là lúc nhiều địa phương ven biển đối mặt với nỗi lo sạt lở và sự an toàn cho người dân cũng như hàng trăm phương tiện đánh bắt xa bờ. Sự chủ động phòng tránh và tăng cường khả năng ứng phó tại cơ sở là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cuộc tìm hiểu quy trình đặc biệt được Bệnh viện Trung ương Huế áp dụng để cứu sống hơn 2.000 bệnh nhân đột quỵ não chỉ trong chưa đầy một năm qua. Tối qua tại Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, ngày hội Lân Huế lần thứ 2 đã chính thức được khai mạc với nhiều tiết mục biểu diễn múa lân mãn nhãn đến từ nhiều đội lân trong và ngoài nước. Tham dự ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung. Sự có mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh cho thấy nỗ lực của Thừa Thiên Huế để nâng tầm một sân chơi truyền thống cho trẻ em mỗi dịp Trung thu, hình thành một lễ hội đẳng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Là một trong ba đội lân quốc tế lần đầu tiên có mặt tại ngày hội Lân Huế năm nay. Tuy nhiên không vì thế mà đội lân đến từ đất nước Malaysia tỏ ra áp lực khi biểu diễn trước gần 2.000 khán giả cổ động. Từ cách lên dàn mai hô thông độc đáo khiến người xem phải trầm trồ, cho đến những động tác kỹ thuật yêu cầu độ khó cực cao, kết hợp với phần âm thanh sôi nổi từ dàn trống, đội lân này đã chinh phục ngay cả những giám khảo khó tính nhất. 9,26 điểm, một số điểm gần như tuyệt đối đến từ ban giám khảo, là minh chứng rõ ràng trong sự vượt trội của đội lân đến từ đất nước có hơn 6,4 triệu người Hoa. Hôm nay chúng tôi rất may mắn khi có mang trình diễn khá thành công. Khán giả ở đây thật tuyệt vời, họ là nguồn cổ vũ rất lớn đối với chúng tôi. Không khí rất tuyệt vời. Cũng khá lâu rồi mình mới tham gia xem chương trình này. Chất lượng của các đội thì ngày càng nâng cao, và đặc biệt là vừa rồi xem chương trình biểu diễn và múa của đội đến từ Malaysia rất tuyệt vời. Đây là một dịp để mà được giao lưu học hỏi, và cũng cái dịp để cho được các cái cháu nhỏ xem lại được những cái truyền thống cổ truyền xưa. Đây là năm thứ 2 ngày hội Lân Huế được Sở Du lịch Huế tổ chức. Đặc biệt năm nay, bên cạnh những phần biểu diễn múa lân đặc sắc đến từ 50 đội lân siêu rồng trong và ngoài nước, ban tổ chức còn đưa vào chương trình những tiết mục văn nghệ mang đậm không khí Tết Trung thu với những sân trường quen thuộc như Chú Quỳ, Chị Hằng. Qua đó, góp phần mang ngày hội Lân Huế đến gần hơn với các em nhỏ, giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống hội họa hiện đại. Với cái mục tiêu là hướng đến là biến cái sự kiện ngày hội lễ lân này trở thành một cái sản phẩm du lịch, thì chúng tôi sẽ cố gắng hàng năm cứ vào dịp mùa thu thì Huế sẽ có ngày hội Lân Huế, và hướng đến là khẳng định xây dựng cái thương hiệu là ngày hội Lân Huế cho những cái năm về sau. Ngày hội Lân Huế diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 9, với hai phần thi là bài hô thung và nhất địa bửu. Trong ngày thi đấu đầu tiên với nội dung bài hô thung với 17 đội lân, đội thi Malaysia đã xuất sắc giành giải nhất, cả giải nhì và ba lần lượt thuộc về đội lân Thảo Dũng, thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. Trong ngày 8 tháng 9, 27 đội lân tiếp tục bước vào phần thi nhất địa bửu và lần lượt cả khung giờ 8 giờ, 15 giờ và 18 giờ 30 tại sân Nghinh Lương Đình, thành phố Huế. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành. Tại lễ phát động, đại diện chính quyền và các hộ gia đình tại địa phương đã được giới thiệu về các tiêu chí ứng xử, mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó, các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm tiêu chí ứng xử vợ chồng, tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, của ông bà, tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, tiêu chí ứng xử của anh chị em. Việc thực hiện bộ tiêu chí sẽ góp phần thực hiện các chức năng của gia đình, đặc biệt là các chức năng giáo dục, thông qua đó nhằm nâng cao văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên nét văn hóa đẹp trong cộng đồng dân tộc. Theo kế hoạch, bộ tiêu chí sẽ được triển khai thí điểm tại 12 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lào Cai, An Giang, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Lâm Đồng, Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai các phương án phòng chống thiên tai năm 2019.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã, năm 2018, thị xã Hương Trà có 2 người chết do sét đánh và đuối nước, thiệt hại hơn 25 hecta hoa màu, ngập úng 224 hecta lúa, trong đó có 155 hecta phải gieo lại. Nhiều công trình hạ tầng về giao thông, thủy lợi, đê bao nội đồng bị hư hỏng, gây sạt lở gần 3 km bờ sông Bồ và sông Hương trên địa bàn. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận, tập trung vào những tồn tại, hạn chế để có các giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống lụt bão năm 2019 và những năm tiếp theo. Do đó, năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện tốt phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, lập kế hoạch di dời dân trong mọi tình huống bất ngờ xảy ra, đảm bảo phương tiện, lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, chủ động xây dựng các phương án đối phó với bão lụt, đối phó với lũ quét, sạt lở đất, đúng với tình hình thực tế của địa phương, theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác chủ động phòng chống thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Trước mắt, cần tập trung tổ chức luyện tập chi tiết, cụ thể, chuẩn bị đầy đủ văn kiện diễn tập và chuẩn bị chú đạo cơ sở vật chất để cuộc diễn tập ứng phó bão mạnh lũ lớn khu vực thị xã Hương Trà năm 2019 được tổ chức đúng kế hoạch vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Bước vào mùa mưa bão cũng là lúc nhiều địa phương ven biển đối mặt với nỗi lo sạt lở và sự an toàn cho người dân cũng như hàng trăm phương tiện đánh bắt xa bờ. Dù trong nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí nguồn lực đáng kể cho tái định cư người dân khu vực sung yếu, hoàn thiện các khu neo đậu tránh trú bão, nhưng so với nhu cầu thực tế thì vẫn còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, sự chủ động phòng tránh và tăng cường khả năng ứng phó tại cơ sở là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ghi nhận tại địa bàn Phú Vang. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển ở xã ven biển Phú Thuận diễn ra với tốc độ rất nhanh. Nếu thời tiết bình thường thì tốc độ sạt lở xảy ra trên địa bàn xã từ 3 đến 5 mét một năm. Năm nào nhiều bão ẩm thấp, tốc độ sạt lở tăng từ 5 đến 7 mét một năm. Điều này là nỗi lo chung đối với chính quyền và người dân trên địa bàn xã. Theo ước tính của Ủy ban dân xã, hiện trên địa bàn có hơn 2 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó tập trung ở các thôn Tân An 400m, Xuân An 600m, An Dương 1 400m. Trước thực trạng đó, trong năm 2015, bằng nguồn vốn ngân sách của Trung ương đã đầu tư 100 tỷ đồng để xây bờ kè giai đoạn 2 nằm ở khu vực thôn An Dương với chiều dài hơn 889m. Hiện công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đến cuối năm 2019 công trình sẽ hoàn thành. Được biết, từ năm 2008 đến nay, địa phương xã Phú Thuận đã di dời 120 hộ nằm trong diện bị sạt lở ven biển và đập phá về khu vực tái định cư. Và hiện nay, xã Phú Thuận đã bố trí 3 hecta đất để dự kiến di dời tái định cư cho 60 hộ dân trong thời gian đến, ưu tiên các hộ trong diện phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã thống kê ra soát những hộ nằm trong khoảng cách không an toàn, những hộ có nguyện vọng di dời do sạt lở để bố trí tái định cư nhằm đảm bảo và ổn định cuộc sống cho người dân. Thì phương án trước mắt thì chúng tôi trong quá trình xảy ra mưa lụt bão thì chúng tôi sẽ di dời. Hiện nay theo số liệu của kế hoạch phòng chống lụt bão của xã thì di dời khoảng tầm 21 hộ ven biển với 96 khẩu. Về phương án di dời thì chúng tôi sẽ di dời vào các cái nơi cao ráo như là niệm Phật đường của hai niệm Phật đường Dương và Hòa Dương, các cái trường học, các cái nhà cao tầng, hộ cao tầng, và chúng tôi cũng khuyến khích vận động cho bà con trong nằm trong diện sạt lở là di chuyển vào các cái nhà dân, nhà người thân mà cao tầng. Và tiến tới thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu về các cái vị trí sung yếu thì sẽ nghiên cứu trồng các cái loại cây giữ đất như là cây dương rồi một số loại cây khác. Là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt trên biển nhiều nhất của huyện Phú Vang, hiện xã Phú Hải có hơn 215 chiếc tàu thuyền khai thác biển với trên 21.000 cv và 57 chiếc khai thác sông đầm. Hàng năm đến mùa mưa bão, xã Phú Hải đã chủ động thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến các ngư dân, thông báo thông tin kịp thời khi áp thấp bão hình thành trên biển tới các hộ dân, nhất là hộ có phương tiện khai thác thủy sản xa bờ. Phú Hải cùng tổ chức lực lượng phối hợp với các ngành cấp trên, bộ đội biên phòng ứng trực cấm người và phương tiện ra khơi trong ngày mưa bão, bố trí nơi tránh trú cho tàu thuyền ở khu neo đậu an toàn, kiên quyết không cho người và tàu cá ra khơi nếu chưa có đủ các trang thiết bị an toàn và khi có thời tiết xấu. Để đảm bảo công tác này thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã phối hợp với bộ đội biên phòng luôn luôn kêu gọi tàu thuyền của chúng trên địa bàn của xã vào bờ trú ẩn an toàn khi có cơn bão xảy ra, đồng thời quyên quyết không cho các tàu đang trong thời gian mưa bão
vẫn tiếp tục ra khơi đánh biển. Thì vấn đề này qua quá trình tuyên truyền vận động bà con nhân dân thì trong thời gian vừa qua thì được bà con nhân dân hưởng ứng rất là tích cực. Hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão với nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Với sự chỉ đạo tích cực và các giải pháp ứng phó kịp thời của các cấp chính quyền cùng với sự chủ động của người dân, tin rằng năm 2019 tại địa phương ven biển nói riêng và trên địa bàn huyện Phú Vang nói chung sẽ giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Theo số liệu cập nhật của ngành nông nghiệp, thì đến nay đã có 20 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Giá cả thịt heo dự đoán sẽ tăng trong thời gian tới do thiếu hụt nguồn cung, nhưng thời điểm này người chăn nuôi vẫn chưa định đến khả năng tái đàn. Cụ thể, 20 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới là Dương Hòa, Phù Sơn, Hương Thủy, Hương Sơ, Vị Già, Thuận Hòa, Phú Thuận, Kim Long, Xuân Phú, thành phố Huế, Phú Thuận, Thuận An, Phú Thanh, huyện Phú Vang, Khương Phong, Hồng Quảng, Hồng Hà, Hương Nguyên, A Lưới, Xuân Lộc, Vinh Giang, Lộc Bình, Lộc Thủy, Phú Lộc, Hưng Hòa, Nam Đồng. Có 13 xã có bệnh đã qua 30 ngày, nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh: Phong Sơn, Phong Điền, Phú Dương, Vinh Thái, Phú Vang, Vinh Hiền, thị trấn Phú Lộc, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Hương Thọ, Hương Trà, An Hòa, Phú Hầu, thành phố Huế, thị trấn Khe Tre, Hương Phú, Nam Đồng, thị trấn A Lưới, A Lưới. Giá lợn hơi nhập các tỉnh về lò Bảy Dâu 38-40.000 đồng và dự đoán sẽ còn tăng cao trong các tháng cuối năm do nhu cầu tiêu dùng chế biến các sản phẩm từ thịt heo phục vụ thị trường Tết, nhưng người chăn nuôi, nhất là các hộ nhỏ lẻ vẫn chưa tính đến việc tái đàn. Thưa quý vị, hiện nay đột quỵ não ngày càng gia tăng và trẻ hóa, gây tỷ lệ tử vong cao, đứng thứ 3 sau tim mạch và ung thư. Những người thoát khỏi tử vong thường để lại di chứng nặng nề cho gia đình và xã hội. Vì vậy, khi phát hiện bệnh nhân đột quỵ não cần chuyển đến các cơ sở y tế điều trị chuyên sâu, tận dụng được giờ vàng trong điều trị. Với quy trình kích hoạt cấp cứu đặc biệt, gần một năm nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống hơn 2.000 bệnh nhân đột quỵ não. Hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự sau. Đột quỵ não có thể chia thành hai loại là xuất huyết não và nhồi máu não. Nhồi máu não có tỷ lệ cao hơn, chiếm khoảng 80-85%, xảy ra do tình trạng tắc mạch não. Khi bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ não, nên đến ngay bệnh viện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo giờ vàng. Bệnh nhân đến viện trong giờ vàng cao từ 3-4,5 giờ kể từ khi xuất hiện bệnh, thì có thể được áp dụng các liệu pháp điều trị tại thông mạch máu bằng thuốc. Nếu phương pháp này thất bại, có thể chuyển sang can thiệp nội mạch lấy huyết khối, nhưng phải đảm bảo trong thời gian không quá 6 giờ đầu. Cả hai biện pháp trên đều không thể áp dụng nếu bệnh nhân đến muộn. Tại khoa đột quỵ bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai được những cái biện pháp cấp cứu bệnh nhân để đạt được những cái hiệu quả mang lại giảm cái thiểu tỷ lệ tử vong và cải thiện cái chất lượng sống của bệnh nhân sau đột quỵ. Những cái biện pháp đó là bao gồm các cái liệu pháp tiêu xạ huyệt đường tĩnh mạch để dùng thuốc tái thông mạch máu, và nếu cái liệu pháp này nó không hiệu quả thì sẽ triển khai can thiệp mạch não lấy huyết khối để tái thông mạch máu. Và những cái biện pháp này chỉ áp dụng được khi mà bệnh nhân đến viện sớm trong những cái giai đoạn đầu, và áp dụng càng sớm thì càng hiệu quả. Ngoài ra, có một số trường hợp có thể mở cửa sổ điều trị đến 24 giờ, tuy nhiên hiệu quả điều trị thấp hơn. Khoa đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế nằm vị trí khá thuận lợi, có trang bị máy móc hiện đại như DSA, siêu âm, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp CT. Điều này tạo sự thuận lợi trong di chuyển bệnh nhân, ứng cứu kịp thời trong mọi trường hợp đột quỵ não. Với quy trình kích hoạt cứu chữa bệnh nhân đột quỵ não được Bệnh viện Trung ương Huế triển khai từ năm 2015, áp dụng thường quy vào năm 2018. Sau gần một năm thành lập trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận hơn 2.000 trường hợp và phần lớn đều được cấp cứu điều trị mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu tử vong, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Ngoài ra thì triển khai can thiệp mạch não ở Bệnh viện Trung ương Huế còn tiến hành điều trị cho các cái bệnh lý như là các cái túi phân mạch não, dị dạng mạch não, những cái dị dạng, những cái phân mạch là những cái nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết não và đe dọa tính mạng, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Và nếu mà được áp dụng điều trị kịp thời, được phát hiện và được can thiệp mạch não để loại trừ các cái dị dạng, các cái túi phân đó, thì cũng điều trị có thể khỏi bệnh cho bệnh nhân và mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân. Với những cái kỹ thuật điều trị đột quỵ cao cấp với các máy móc thiết bị hiện đại thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các kỹ thuật để cứu sống bệnh nhân, và đặc biệt là chúng tôi đã đào tạo được nhiều cái phẫu thuật viên, những cái bác sĩ có thể sử dụng các cái kỹ thuật can thiệp để điều trị cứu sống bệnh nhân. Trong tương lai thì bệnh viện sẽ không ngừng cập nhật các cái kỹ thuật mới trong lĩnh vực điều trị đột quỵ,
và chúng tôi sẽ phát triển cái đột quỵ thành một cái hệ thống kết hợp giữa Bệnh viện Trung ương Huế với Sở Y tế để làm như thế nào mà bệnh nhân có thể trong cái quá trình điều trị thì có thể vào viện trong thời gian sớm nhất để đạt được các cái tiêu chuẩn về điều trị đột quỵ, góp phần cứu sống bệnh nhân ở trong cái giai đoạn sớm. Đột quỵ não là tình trạng mất đột ngột lưu thông máu từ não hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn đến giảm mất chức năng hoặc chết các tế bào não, là nguyên nhân gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất trí nhớ, hôn mê và khả năng nhận thức. Bệnh viện Trung ương Huế đã xây dựng trung tâm đột quỵ theo tiêu chuẩn mô hình trung tâm toàn diện, phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị bệnh nhân đột quỵ não. Làm sao để bệnh nhân nhập viện sớm trong giờ vàng, đúng địa chỉ và được áp dụng các biện pháp cấp cứu kịp thời, rút ngắn thời gian trì hoãn ngoài viện. Đây là bài toán cần phù hợp nhiều ban ngành, đơn vị để bệnh nhân đột quỵ não có cơ hội hồi phục, hạn chế tử vong và các di chứng để lại. Tiếp tục với một số thông tin khác. Chiều qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức khánh thành thư viện thân thiện do Quỹ Chỉ thiện vì trẻ em phối hợp thực hiện tại trường tiểu học Thủy Biều. Tổng kinh phí xây dựng thư viện thân thiện là 105 triệu đồng, trong đó quỹ tài trợ 65 triệu đồng. Trong quá trình vận hành, Quỹ Chỉ thiện vì trẻ em sẽ hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động sách gần 10 triệu một năm học. Việc đưa mô hình thư viện mới vào hoạt động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và trong cộng đồng, cải thiện môi trường giáo dục, hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đây cũng là mô hình thư viện thân thiện đầu tiên được hình thành trên địa bàn thành phố Huế. Quỹ Chỉ thiện vì trẻ em được thành lập từ tháng 3 năm 2016, gắn liền với các chương trình hoạt động như học bổng cho học sinh nghèo, dạy nghề cho thanh thiếu niên khó khăn và khuyết tật và dạng làm bàn vở sách. Từ năm 2017, quỹ đã hỗ trợ xây dựng 8 thư viện thân thiện và hỗ trợ kinh phí hoạt động đọc và chia sẻ sách cho gần 3.000 học sinh tại các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau hơn một tháng tranh tài, tối qua cuộc thi đơn ca hè 2019 đã khép lại với đêm chung kết và trao giải, đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Vượt qua hơn 70 thí sinh dự thi, 8 thí sinh có mặt trong đêm chung kết đã có những màn trình diễn thành công. Tại vòng chung kết, một thí sinh sẽ trình bày hai ca khúc tự chọn theo chủ đề quê hương đất nước, cách mạng, tình yêu tuổi trẻ. Các ca sĩ đã đem đến cho khán giả không khí âm nhạc trữ tình nhưng không kém phần hào hùng sôi động. Kết quả, thí sinh Hồ Đình Vẽ đến từ A Lưới đoạt giải nhất cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải nhì, hai giải ba, ba giải trưởng vòng cho cả thí sinh năm nay. Cuộc thi đơn ca hè đã trở thành địa chỉ quen thuộc, giúp các bạn trẻ đam mê âm nhạc có cơ hội được thể hiện tài năng. Đây cũng là sân chơi phát hiện và chấp cảnh cho nhiều dòng ca trở thành ca sĩ được mến mộ. Tuần qua, mưa lớn trên diện rộng đã tác động lớn đến môi trường đầm phá, đặc biệt là các chỉ số về độ mặn, độ kiềm giảm thấp. Thông tin quan trắc cùng với những khuyến cáo của Chi cục Thủy sản cần được người dân và chính quyền các địa phương vùng nuôi lưu ý. Khu vực xã Quảng Công, Tân Lập, Thị trấn Sịa, Cồn Đâu, xã Hải Dương, Cồn Tè, xã Hưng Phong, Cồn Hợp Châu, Thuận An, độ mặn ở mức khá thấp từ 2 đến 8 phần ngàn, độ kiềm ở mức thấp 35,8 đến 53,7 mg trên 1 lít, không phù hợp với nuôi các đối tượng thủy sản. Khu vực nước vùng đầm phá từ xã Phủ Xuân đến xã Vân Hiền, độ mặn và độ kiềm ít biến động do mưa lớn, môi trường khá phù hợp cho nuôi các đối tượng tôm, cua, cá nước lờ, mặn. Khuyến cáo người nuôi cần giảm xa các yếu tố môi trường, lưu ý khi lấy nước vào ao nuôi cần xử lý để tránh gây sốc cho thủy sản nuôi, tăng cường hệ thống quạt khí, bơm nước xả ngược lại trong ao để tăng cường hàm lượng oxy cho ao và hạn chế phân tầng nước trong ao. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, hiện tượng cá trắm cỏ nuôi lồng bị nổi đầu và chết rải rác lúc sáng sớm. Theo dõi nhiều năm cho thấy, có hai yếu tố khách quan tác động lớn đến nuôi cá lồng và khó có các biện pháp phòng chống chủ động là khí hậu thời tiết và quy trình tích nước của công trình thủy điện. Mặt khác, do người dân nuôi cá lồng với phương thức thâm canh, mật độ dày nhưng quy mô lồng nhỏ, không có các trang thiết bị đảo nước, môi trường bị ảnh hưởng lớn do thay đổi thời tiết, các chất hữu cơ từ bên ngoài nên dễ có hiện tượng cá nổi đầu vào sáng sớm. Theo hướng dẫn thời gian nuôi trồng thủy sản năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm kết thúc vụ đối với hình thức nuôi ao trong vùng đầm phá, nuôi trên các ven biển, nuôi lồng trên sông, phá, hồ chứa đến 30 tháng 9 năm 2019. Trong những ngày tới, trên địa bàn Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện mưa, lượng mưa vùng đồng bằng từ 250 đến 450 mm, vùng núi từ 300 đến 500 mm. Vì vậy, đề nghị các địa phương đôn đốc người dân thu hoạch các loài vật nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, gia cố ao, lồng bè nuôi vững chắc, có phương án di chuyển tạm thời đến nơi an toàn, phù hợp với điều kiện môi trường. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.